không bao giờ chửi luôn đó. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cần Thơ, cô bác quý anh chị. Trong cái quá trình mà đi tìm những hoàn cảnh khó khăn thì Bùi Hồ có liên hệ với lại ông Chính, và đây là nghệ nhân Chính. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào chỗ của ông Chính với bà Chính nha. Con chào bà Chính. Dạ. Bà Chính đang nấu ăn hả? Nấu ăn. À. Hôm nay có khách nấu ăn ha. Bà Chính không ngày khỏe không? Cũng được, tạm thôi. Được cũng ha. Hôm nay thì con gặp bà ở khác, lúc trước thì ở Hậu Giang, nay gặp ở Cần Thơ. Ông Chính và Chính lúc trước có một nơi ở Vĩnh Long nữa. À Vĩnh Long mà chặt quá. Chỗ đó có 4 mét vuông à. Rồi không có gì hết, để bàn được cái bàn. Rồi hai cái bốn, ổng cái tuôn cái, rồi đút ở dưới đồ nấu ăn ngồi dưới đất đó. Bốn ba bốn phương quá, nhưng mà con cái điểm mà con thấy bà Chính là vẫn đẹp hoài vậy. Trời ơi. mấy tuổi rồi. Mà nhưng mà vẫn đẹp như là thiếu nữ khoảng chừng 40 gì. Trời ơi. Cảm ơn nha, mua cà phê cho. Không, thì con thấy bà Chính rất đẹp, nhìn cái gương mặt rất là hồng hào luôn á. Nghệ sĩ mà đâu có bình thường được. Cũng buôn ba thôi, làm ăn mà buôn bán thì cũng ít có ai mua đó. Dạ. Vì nắng quá đó. Dạ. Không bán được. Dạ. Bán rồi bán sôi, bán mới nước rồi nắng quá rồi tới chiều tối thì bên đây vẫn ăn mình ế, mình ăn thấy bà nội. Ngày sĩ về già phải đi bán sôi luôn á. Ngày xưa bà và Chính là đi theo cái đoàn Kim Trung hả bà Chính? Kim Trung với Hương Dạ Thảo Phương Bình. Dạ. Ở sắp ở dưới Cà Mau có Minh Sang biết. Dạ. Bà Chính là ngày xưa là ông Chính là có đàn cho Minh Phụng hát đó mà. Có. Chút xíu nữa bà Chính là hát cho con nghe lại được không? Cho khán giả nghe lại cái giọng mà phải nói là nghe nức nở của bà được không? Được. Bà nấu ăn đi, con qua tâm sự với ông Chính tí. Đây là những cái cây đàn của ông Chính. Ông Chính là một nghệ nhân, là một người sáng tạo đàn, vừa là một thầy đàn luôn cô bác quý anh chị. Vì cái nghề, cái lòng đam mê nghề của ông Chính mà đối với ông Chính là một cái tuổi già, tuổi hưu, thì ông Chính vẫn còn ngồi đây để sáng chế những cái đàn. Và trên tay ông Chính là cầm cái đàn gì ông Chính? Cái đàn là tứ tiệt cầm. Tứ tiệt cầm ông Chính. Bốn cây trong một á. Dạ được rồi. Bốn cây trong một. À quy di cò sến người ta. Dạ. Sến người ta nó nằm chung cần nè. Dạ. Này là guitar đây. À guitar ba, này 3 dây. 3 dây. 3 dây. Còn để mình chờ chừa cái chỗ để sến 2 dây. Sến 2 dây. Dạ. Mình mượn một cái cầm để mình làm. Còn cái này là cái cò. Cái cò mình muốn đần đưa ra. Dạ cái này là cái hạ quy di. À di. Thôi không cần nói nhiều nữa, chắc nhờ ông Chính là ông Chính này mọi người cũng biết rồi, nghệ nhân mà. Có nhưng bằng mà, nghệ nhân luôn. Nhưng mà ông Chính phải nói là cảm ơn Bùi Hồ có quan tâm đến ông Chính. Dạ. Vậy cũng ông Chính chào bà con, chúc bà con sức khỏe vậy thôi à chứ. Rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ là không chờ đợi lâu nữa, ông Chính sẽ tặng cho cô bác quý anh chị một vài bài một vài bản mà ông Chính độc tấu hay ông Chính ha. À được. Dạ. Hôm nay thì cũng dịp tình cờ và trên đường đi thì ghé lại thăm ông Chính. Thì trước tiên là con chúc ông Chính với bà Chính sức khỏe và luôn mãi hạnh phúc giống vậy. Thì ông Chính ơi, hôm nay thì con thấy ông cầm trên tay là cây đàn đó, gọi là cây đàn đàn gì ông Chính? Cái đàn này là tứ tuyệt cầm nè con. Dạ. Tứ tuyệt cầm. Tứ tuyệt cầm. Bốn cây trong một. Dạ. Thì hôm nay ông Chính sẽ tặng cho con cũng như là cô bác quý anh chị thưởng thức một vài bài bản trên cây tứ tuyệt cầm cầm đó được không Chính? À, được, đã sẵn sàng. Dạ. Tức nhất là cũng cũng cảm ơn tất cả quý bà con cũng đã quan tâm với cái clip của tôi, và đồng thời cái sự quan tâm của Bùi Hồ cũng đến thăm trước thăm sau cũng để quay một hình ảnh, một cái ý nhạc nào đó để cũng như là cống hiến cho bà con, thì cũng mong bà con cũng thưởng thức và vui vẻ. Cảm ơn bà con. Dạ. À, Bùi Hồ không? Dạ. Ừ. Bây giờ ông Chính sẽ đàn bài gì trước ông Chính? Thì bài gì thì ông đàn rồi sẽ biết. Dạ dạ. À, đúng rồi. Ừ. Thank you.
Một lớp Phượng Hoàng. một lớp Phượng Hoàng mà ông Chính thể hiện trên 4 cây đàn luôn. À 4 cây đàn á, một cây lái vậy đó. Dạ, quá hay luôn. Cái cây đàn Ngại Quy Di ông Chính kéo nghe mùi mẫn vậy đó. Nhưng mà bà con thông cảm thế này nè, bị 4 cây mình chuyển lên á thì cái câu đờn nó vẫn nó không có liền, nhưng cái nhịp nó vẫn không có sai. Dạ. À cái chỗ đó đó. Dạ. À, vậy đó. Quá hay. nghe mùi mẫn luôn á. Quá hay ông Chính rồi. Cô bác với anh chị, tiếp theo thì ông Chính sẽ thể hiện với một cái đàn sến mini mà do ông Chính tự sáng chế. Nhìn ông Chính vật tiền nhân đó, coi như danh là một nghệ nhân trong đàn ca cài tài tử, mà ông Chính tiết lộ với thông tin cô bác với anh chị, ông Chính là người miền Trung, là người ở Nha Trang, mà là ông Chính lại thạo rất là nhiều đờn, và đặc biệt là đờn ca tài tử Nam Bộ. Thì hôm nay thì ông Chính sẽ thể hiện với lại cây người con tinh thần của mình, đó là cây đàn sến.
sến tự chế mini à, đàn sến tự chế mini thì chắc cái giống như cái lớp lúc này hình thức đâu gãy sến hình thức guitar dạ, nhưng mà cái cần sến dạ, đàn trước biết sao dạ. Đó là cái bài giọng Kim Lan và hai câu giọng cổ năm dạ, sáu dạ, con nghe cái điệu nó quen mà nghe dạ. Điệu đầu quen à, dạ quá hay ông Chính ơi. Ừ. Thôi vậy thôi. Ông Chính muốn thể hiện bằng nào là người khán giả cũng đều muốn nghe hết à. Dạ dạ. Cái cây sến này á thì đàn giọng Kim Lan nó mùi hay ông Chính hả? Nó ra chất hơn dạ, nó chất cứng chứ không phải là chất mềm mà nó ra ai đờn dạ. Rất cứng nó đờn dạ. Nó ra cái bên giống như hạ đó ừ. Hạ bên sàn xe nó cứng dạ. Cứng vậy đó dạ. Chứ mà đờn mấy cái chữ sang nó vô nhà, nó cứng như vậy vậy là không được dạ. Trong vô miền Nam mình biến thể qua chữ này rồi ru là qua chất mùi không được dạ à, không vô à. Nó mới ra chứ dạ. Mà là không được, nó mất chất của nó dạ. Vì tại trong này mình khoái mùi á, ở trong dạ. Miền Nam khoái mùi, nhưng mà thực chất cái bài này xuất xứ của Bình Định dạ. Miền Trung
mà tôi đã rành dâm ca đó, dâm ca là giọng Kim Lan là chuyển cho đây, chuyển cho mình chuyển qua ai nè, nó mất cái chất của cái giọng Kim Lan. Dạ, nó à. Thì giọng Kim Lan thì nó phải vui vui hơn chứ. Ờ, nó vui vui, nó cứng cứng, nó mới vui. Dạ. Đó đó, vậy đó. Còn ở trong đàn ca tài tử của miền Nam thì lại thấp mùi. Thì nó nghe không đúng cái chất của đúng giọng rồi, Kim Lan. Đúng rồi, không đúng cái chất, nó không có tươi vui lắm. Mà nó chính nó đàn hay lại hát cái đoạn một theo kiểu miền Trung cho nó vui vui một. Ờ, nó cứng cứng, nó vui, đúng. Dạ. Đoạn chính án lại cho con nghe đoạn vui vui theo kiểu miền Trung đó chính. Cái ngồi đoạn ngắn á. Ừ. Ví dụ nha. Ừ. Chữ này cứng nè. Dạ. Chữ này cân mình nè. Là sai. Dạ. Cứ bị ru nè. Cổ nè. Đó, chữ này cứng nè. Không bao giờ chữ đâu đó. Dạ. Đó là vậy đó, cái chất đó đúng, nó khác đó nha. Dạ, trên cái này thôi. Dạ, dạ. Chữ này đu là không đúng chất. Không đúng chất. À, chữ sang cũng là cứng cứng nha. Dạ. À. Rồi trên cái này ông chính đàn cho con nghe 8 câu năm ai đi. À. Dạ. Rồi mời cô bác quý anh chị cùng thưởng thức nghe ông chính đàn 8 câu năm ai với 2 câu dùng cổ 5-6 đi ông chính ha. 5-6 rồi. 1-2 dạ.
Nghe nghe con đờn nghe hồi đã ghê luôn á. Đờn nó lơi sao đó. Ông Chính vừa đàn vừa thả hồn mà. À đờn nó nhiều chữ lắm. Đờn vòng cổ mà nó lơi hơn nhịp 32 luôn. Rồi cảm ơn ông Chính nhiều. À, thưa cô bác quý anh chị, thì bà Chính mặc dù là đang bận biệu với cái việc bếp nút, nhưng mà nghe cái tiếng đàn của ông Chính làm bà Chính say lòng. Không biết là ông Chính là với bà Chính là ngày xưa là quen nhau còn trẻ mà thời xuân thì á, thì nghe bà Chính nghe tiếng đàn của ông Chính mà say lòng hay sao, hay là vì ông Chính đẹp trai? Cũng bình thường thôi, hồi đó ông trẻ thì ông còn đẹp chút, bây giờ già rồi ai cũng xấu hết trơn. Bây giờ thì nghe tiếng đàn của ổng thì đam mê đó. Dạ. Rồi mới theo đàn ca tài tử luôn với ổng vậy. Thấy chưa, mê tôi đó. Mê bà ông Chính thì ít mà mê cái tiếng đàn Chính thì nhiều. À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, tại vì cái tài năng của ông Chính là khỏi phải bàn cãi rồi. Những người clip trước mà con đăng lên thì cô bác quý anh chị ở trong nước ngoài nước nói đây bà quả thật là một thầy trong đàn ca tài tử. Thì tiếp theo con nhà ông Chính, bà Chính giới thiệu mình sẽ hát tặng cho cô bác quý anh chị ở trong nước ngoài nước nghe bài gì thôi Chính ha. Cái dòng sông ngã bảy đó, giọng hò gì đó. Phan để ca năm ai trước đi. Thôi thôi. À? Năm ai trước. Rồi năm ai trước đi theo bà Chính. À, năm ai rồi cái dòng sông ngã bảy. Bà đưa sông Lan tôi khỏ như vậy cho dễ ca. Ừ để đây rồi. Ừ mình chơi vô gia đình mà đàn ca tài tử bốn phương lại đây không có ai ca rồi. Con ơi, quê của mẹ là dòng sông ngã bảy. Các con ơi, đã từ lâu rồi các con chưa có dịp về thăm quê mẹ. Đặc biệt là buổi hồ đó nha, buổi hồ mà thăm. Để nhìn lại cuộc sống rồi các con chưa có dịp về thăm, ba bảy ma bao quyền phụng hiệp anh hùng trong thời kỳ còn kháng chiến đấu tranh, quyền phụng hiệp là chiếc nôi nuôi cán bộ năm mà dùng. Hà gia trần danh trên 20 năm cuộc sống thanh bình, một ít nông hộ còn vất vả khó khăn, mẹ cảm nhận được sự đổi đời, quê hương nghèo cuộc sống ấm no, các con về đây rước nên hương tưởng niệm bộ chiến sĩ xin kháng chiến hai thời kỳ, mẹ vẫn kiên trung bám trụ nơi này, giữ vững quê hương mình vĩnh viễn hôm nay. Ngọt ngào tiếng yêu thương, lắng nghe mái reo như lời thề, trọn đời thủy chung cùng nhau. Trên đường mẹ về phố phường rộng mở, rực rỡ đô thành đẹp lắm má nông thôn, qua bao tháng năm mong chờ dòng liền về sáng xoay làng quê, tiếng ta với bao công trình vì cuộc đời sáng tươi ngày mai. Dòng sông mà mang mà hát yêu thương, tháng năm chớ nắng phụ sa,
tình quê ôi đẹp làm sao, như dân dương lòng mẹ đây. Ông ơi, về đó bà. Quê của tôi giữa tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giữa miền sông Hầu, có dòng sông Ngã Bài Phụng Hiệp thân thương mẹ đẻ nên tình. Đồng ruộng tươi xanh, trái ngõ cây lành, ven bên bờ sông có hàng dừa rộp mát, lúa chín đầy đồng thơm ngát hương quê. Có những con đò từ thuở xa xưa vẫn còn vang vọng lại trong lòng của tôi. Tiếng hát câu hò trên những chiếc xuồng con, hò sông Hậu ngọt ngào theo mái chèo của quấy nước. Dòng sông Bảy Ngà dập dìu xuồng ghe, xôn xao sông nước tình quê theo câu hát, mơn mông trăm thương ngàn nhớ mà sẽ lòng sầu. Bà đã dạy dầu qua bao năm tháng, thức trắng canh tàu trắng bạc mái đầu thương cho các con, vì vai sờn áo dài những đêm công đồn mong con đến thành công. Bây giờ lúa đã đơm bông, ai quên ai nhớ để tôi trông tôi chờ. Mưa rơi hiu hắt hành lang, ví dụ trong gió còn mang dòng hò. Quá hay. Phải nói là cái gương mặt của bà Chính á, con nhìn thôi là con muốn gửi lại. Nó diễn tả quá hay bà Chính. Nói chung là rất xúc động.